Ngày 17 tháng 3, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Dương tổ chức ký biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2023-2027 trên tinh thần tăng cường đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, hoạt động đoàn và tổ chức các nội dung, chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai đơn vị. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của tuổi trẻ hai đơn vị. Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Dương đã thống nhất các nội dung kết nghĩa giữa hai đơn vị. Theo đó, định kỳ hàng năm, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa. Hai năm sẽ tổ chức giao lưu, gặp mặt, tập huấn, học tập kinh nghiệm công tác cho cán bộ đoàn, hội, đội chủ chốt tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của xã Tân Dương cũng như Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa. Tích cực tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, đơn vị chi đoàn khối chính quyền huyện tham gia giao lưu thể thao cùng đoàn thanh niên xã Tân Dương chúc mừng hai đơn vị thực hiện ký biên bản kết nghĩa nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua chương trình, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên các đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.